Cái này là yến của nhà á, yến của nhà hay là em tự đóng thủ công luôn á. Tức là yến này là nhà em thôi. Cái hình ảnh ngoài yến, bên này thì em có quay những cái không có ăn trộm ở đâu hình ảnh được rồi. Đấy là chắc chắn rồi. À, một miếng nhỏ là 42.000 đấy. À, một miếng yến với táo đỏ, lòng nhãn với đường phèn mà. Cái này là một lần ăn của bé thôi. Đó là những lời khẳng định của một người bán yến trên mạng. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là đây là yến thật hay yến giả? Nguyên chất hay có pha trộn gì không? Chỉ cần tìm kiếm cụm từ yến xào xếp mini hay yến xào giá rẻ sẽ có hình ảnh hàng trăm sản phẩm yến xào được đóng gói chia nhỏ xuất hiện. Giá thành cũng rẻ bất ngờ, chỉ từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng một bịch, gồm có yến vụn, táo đỏ, lông nhãn, hạt chia, đường phèn, mỗi thứ một ít được đóng gói trong những chiếc túi không nhãn, không thương hiệu. Chia sẻ vấn đề này, bà Đỗ Tú Quân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam khẳng định, người nuôi bán yến không bao giờ phải bán yến giá rẻ. Yến giá rẻ đa phần là yến được nhập lậu về Việt Nam, là phế phẩm hoặc bị pha trộn. Tất cả các chủ nhà yến không có ai có nhu cầu bán yến giá rẻ. Bởi vì cái chi phí đầu tư cho một nhà yến thì cũng vài tỷ. Mà cái việc mà xây dựng một nhà yến để thu hoạch được tổ yến á, không có đơn giản. Cho nên là tôi nghĩ là không một ai bán rẻ, để không có hư, mà chi phí đầu tư thì cũng không hề rẻ. Nói chính xác thì nó không phải yến xào Việt Nam. Cái nguồn đó là nguồn chính, yến nhập lậu về Việt Nam. Và đây là cái sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là nhập chính ngạch luôn, nhưng mà nó là yến kém chất lượng với giá thấp, các nước người ta không sử dụng, mình nhập về, thành ra nó giá rẻ. Theo đó, yến giả hay yến thực cũng không thể chỉ dùng mắt, dùng tay, dùng mũi hoặc dùng giác quan là có thể phân biệt được. Chính vì vậy, người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm yến không biết chính xác nguồn gốc xuất xứ, nên mua ở nơi uy tín, có thương hiệu, những đơn vị được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra kỹ. Thời gian tới, Chi hội Nhà yến Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp sẽ hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tổ yến để xuất khẩu. Song song đó cũng sẽ phối hợp để hỗ trợ người nuôi yến Việt Nam cũng như người tiêu dùng Việt Nam dùng được sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.